Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2020. Thì sau khi có thông tin dịch Covid lần thứ hai bùng nổ trở lại ở Đà Nẵng thì các cổ phiếu đã có cái sự giảm giá rất là mạnh mẽ trong vài hôm vừa rồi. Chính vì thế cũng đã xuất hiện rất nhiều những cái cơ hội đầu tư rất hấp dẫn cho đầu tư dài hạn. Thì hôm nay ở cái clip tôi sẽ phân tích định giá cổ phiếu TCB, ngân hàng tiên phong hàng đầu Việt Nam. Nội dung gồm có 4 phần chính như sau. Phần thứ nhất đó là tổng quan về ngân hàng Techcombank. Phần thứ hai là lợi thế cạnh tranh của Techcombank. Phần thứ ba là dự báo và định giá cổ phiếu Techcombank. Phần thứ tư, kết luận và đưa ra khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu này. Thì trước tiên là về tổng quan về ngân hàng Techcombank. Thì đây là một cái ngân hàng gồm các ông chủ là những người từ Đông Âu trở về. Trong cái ngân hàng này gồm có các cổ đông lớn như sau. Thứ nhất là HSBC nắm 19,6%. Tiếp theo là các cá nhân như ông Nguyễn Thiều Quang này, hay là ông Nguyễn Đăng Quang này. Về tập đoàn Masan nắm 19,7% này, ông Hồ Hùng Anh 5,5% này, Eurowindow 8,1% này, và các cổ đông khác 39,7%. Vietnam Airlines thì cũng sở hữu cổ phần của Techcombank với 2,7%. Thì Techcombank có một cái hệ sinh thái khép kín gồm các cái công ty con như công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương. Thì Techcombank góp vốn 94,499%. Thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Thì công ty này vốn rất nhỏ, chuyên xử lý nợ thì không có gì nổi trội cả. Tiếp theo là công ty quản lý quỹ Kỹ Thương với cái tỷ lệ nắm giữ lên đến 89%. Đó, thì đây là hai cái công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán tạo lên cùng cái ngân hàng mẹ là một hệ sinh thái rất bền vững và hiệu quả đối với Techcombank. Và nó hiệu quả như nào thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần tiếp theo. Về cái lợi thế cạnh tranh của Techcombank thì tôi cho rằng Techcombank là một doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp cực mạnh. Và đây chính là yếu tố quyết định sự thành công của cái ngân hàng này. Rõ ràng ở Việt Nam không có nhiều công ty có được cái văn hóa mạnh. Thì Techcombank và Thế Giới Di Động là hai trong những doanh nghiệp có cái văn hóa mạnh nhất, định hướng sự phát triển, sự thành công của họ trên cái con đường thương trường này. Về cái nội dung tuyên bố của các cái ngân hàng hay các cái công ty về cơ bản không khác nhau. Nhưng tôi chỉ xin lưu ý một phần, đó là ở Techcombank mọi thứ được quán triệt rất bài bản và đầy đủ. Quý vị và các bạn đến giao dịch tại Techcombank cũng có thể cảm nhận được cái sự trẻ trung, năng động, tận tình, và họ thực sự coi khách hàng là trên hết. Bên cạnh đó, họ cũng là một ngân hàng vô cùng là năng động, trẻ trung, thúc đẩy nhân viên phát triển rất mạnh mẽ. Thì đây là 5 cái yếu tố trong văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng Techcombank. Đầu tiên là về phát triển nguồn nhân lực, tức là tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân và khen thưởng xứng đáng cho những người đạt được cái thành tích tốt. Rồi nhờ chính cái này mà nhân sự của Techcombank bây giờ thuộc dạng trở lên là hot nhất ở thị trường. Như những năm trước thì nhân sự của ngân hàng ACB thì luôn được chào đón. Nhưng hiện nay thì cái điều đó đã được thay đổi. Đó là nhân sự của Techcombank được rất nhiều các ngân hàng khác chào đón. Gần đây nhất, ví dụ như ở TP Bank chẳng hạn, chúng tôi biết được rằng TP Bank rất khát săn người của Techcombank. Bởi vì TP Bank cũng định hướng theo hướng phát triển công nghệ và rất thích những cái con người của Techcombank. Rồi tiếp theo là Techcombank liên tục cải tiến, không ngừng học hỏi để luôn tốt hơn trước. Thì thực sự điều này phải ghi nhận rất là mạnh mẽ trong những năm qua. Và đây là ngân hàng đi tiên phong ở nhiều mảng, nhiều lĩnh vực mà lát nữa tôi sẽ trình bày. Rồi tiếp theo, khách hàng là trên hết. Đây là cái cao nhất, cái trọng tâm nhất của cái ngân hàng này. Thì họ trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực đến từng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Tất nhiên, đối với một công ty, một ngân hàng chẳng hạn thì vẫn có người này yêu, người thích, người không thích. Tuy vậy, ở Techcombank thì đa phần là chiếm được thiện cảm của khách hàng rất lớn. Rất nhiều các khách hàng ở Vietcombank, BIDV hay Vietinbank thì họ chỉ là những khách hàng bình thường thôi. Nhưng sang Techcombank thì họ được ưu ái và trở thành những khách VIP rất tuyệt vời. Và họ cảm thấy mình được trân trọng hơn. Rồi tiếp theo là tinh thần phối hợp. Thì ở Techcombank nổi tiếng với sự kết hợp, hỗ trợ nhau rất tốt. Không những là các nhân viên mà
đó là cả cái hệ thống các cái công ty trong cái tập đoàn này, rồi là cam kết đồng hành. Đó, thì tôi xin nhấn lại một lần nữa, văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự thành công. Và quyết định ở đây là văn hóa của Techcombank đưa ra không chỉ để là tuyên bố cho có, cho vui, mà họ thực thi một cách triệt để và nó đã ăn sâu vào vào cái doanh nghiệp này. Đó, thì ngân hàng này nổi tiếng với sự trẻ trung và năng động cũng như cái hiệu quả cao của mình. Tiếp theo, về cái lợi thế cụ thể trong cái việc phân tích cái lợi thế cạnh tranh của Techcombank thì chúng tôi cho rằng nó có hai lợi thế cực kỳ mạnh mẽ xuất phát từ cái văn hóa của công ty để phát triển ra hai lợi thế này. Đầu tiên là lợi thế chi phí thấp. Thì với hai yếu tố giúp cho chi phí huy động vốn đầu vào của Techcombank rất thấp, đó là CASA hiện nay của Techcombank đã số 1 Việt Nam. Họ đã vượt qua Vietcombank và hiện nay thì tương đương với MB Bank. Và chúng tôi nghĩ rằng sớm muộn thì Techcombank vẫn sẽ duy trì được cái vị trí tốt nhất này. Tiếp theo, để có được chi phí thấp, ngân hàng này họ đã ứng dụng công nghệ rất mạnh, đầu tư tổng giá trị vào công nghệ lên đến 6-7 ngàn tỷ. Do đó, đây được coi là ngân hàng ứng dụng công nghệ mạnh nhất Việt Nam. Và thực sự ở Việt Nam có hai doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào kinh doanh tốt nhất. Một là Techcombank và hai là Thế Giới Di Động. Điều này góp ích làm cho cái chi phí của Techcombank trở lên thấp hơn rất nhiều. Thực tế cho thấy với cái quy mô lợi nhuận hơn 10.000 tỷ, nhưng nhân sự của Techcombank chỉ ở hơn 11.000 thôi. Tức là mỗi nhân viên của Techcombank về cơ bản làm ra được khoảng 1 tỷ đồng lợi nhuận. Nó tương đương với Vietcombank, tương đương với Vietcombank và vượt xa mọi các ngân hàng khác ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ở tại Việt Nam. Và cái lợi thế cạnh tranh thứ hai cực kỳ mạnh của Techcombank chúng tôi rất thích, đó là hệ sinh thái của Techcombank rất xuất sắc với ba cái trục chính. Một là ngân hàng mẹ có cái tập khách hàng rất tốt, rất lớn với khoảng 3 triệu khách hàng. Hai là cái công ty chứng khoán Techcombank. Công ty này làm cái nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, tức là họ tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp, cổ phiếu cho các doanh nghiệp và tận dụng cái hệ thống khách hàng của Techcombank để bán trái phiếu, bán sản phẩm đến đối với các nhà đầu tư. Tiếp theo, cái thứ ba trong cái hệ sinh thái này đó chính là công ty cổ phần quản lý quỹ kỹ thuật. Thì công ty này quản lý quỹ trái phiếu với quy mô chiếm hơn 93% toàn bộ các công ty quản lý quỹ về trái phiếu ở Việt Nam. Thì nếu như nhà đầu tư không thích mua từng trái phiếu riêng lẻ, sợ rủi ro thì họ có thể mua chứng chỉ quỹ trái phiếu. Thì khi đó họ sẽ mua chứng chỉ quỹ trái phiếu của Techcombank Capital. Thì Techcombank Capital dùng tiền đó để đi mua trái phiếu của Techcombank chứng khoán hay là của ngân hàng. Từ đó tạo lên một cái hệ sinh thái khép kín rất tốt. Đặc biệt, kết nối cái hệ sinh thái này, Techcombank có các cái hệ thống công nghệ, ví dụ như app chẳng hạn. Thì họ có thể gửi tiền, giao dịch cổ phiếu, mua trái phiếu, mua chứng chỉ quỹ và thậm chí có thể làm rất nhiều điều nữa trong tương lai. Chúng tôi cho rằng đây là một cái hệ sinh thái thực sự xuất sắc trong các ngân hàng, không ngân hàng nào có được. Nhiều bạn cho rằng Vietcombank họ cũng có công ty chứng khoán Vietcombank, cũng có công ty quản lý quỹ Vietcombank, nhưng thực sự họ không làm được điều đó. BIDV cũng vậy, Viettin cũng vậy và rất nhiều ngân hàng khác cũng vậy. Bởi vì họ là những người đi sau là thứ nhất. Thứ hai, các cái ngân hàng đó là những ngân hàng nhà nước, họ chú trọng chính vào cái ngân hàng mẹ mà thôi. Cái việc phát hành trái phiếu hay các công ty chứng khoán quản lý quỹ chẳng qua chỉ là những cái mảng rất rất phụ của nó mà thôi. Thế thành ra họ không có sự phát triển được cái hệ sinh thái một cách đều đặn và bền vững cũng như hỗ trợ nhau tốt nhất. Thì tôi có trao đổi cùng một số anh chị ở các cái công ty chứng khoán thuộc các cái ngân hàng mẹ đó, thì thậm chí họ còn trao đổi rằng thôi thì các anh cứ ngồi im đi cho tôi, miễn là đừng gây rối là được. Bởi vì các anh đóng góp lợi nhuận 100 tỷ vào cái ngân hàng lớn như các cái ngân hàng kia, lên đến mười mấy nghìn tỷ lợi nhuận thì chả đáng bao nhiêu, các anh ngồi im đi. Đó, và họ không dám xé vào. Như này, nếu với cán bộ của một ngân hàng nhà nước chẳng hạn, họ làm lợi cho ngân hàng có khi cả ngàn tỷ, chưa chắc họ đã được phần thưởng xứng đáng. Nhưng họ chỉ làm thất thoát hay là làm sai một cái gì đó thì ngay lập tức họ có thể sẽ phải bị trả giá rất đắt. Chính vì thế cho nên họ không dại gì xé rào cả. Và đây chính là cái cơ hội cho ngân hàng Techcombank. Và Techcombank đã đi đầu và thống trị cái thị trường này rồi. Tiếp theo, cái yếu tố thứ hai như tôi đã trình bày ở trên có là lá một chút, đó là Techcombank là ngân hàng đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Trái phiếu Techcombank đi đầu,
quản lý quỹ trái phiếu Techcombank đi đâu, cái việc ứng dụng công nghệ Techcombank đi đâu và rất nhiều thứ khác nữa thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn ở phần sau. Đi cụ thể hơn về cái lợi thế cạnh tranh, thứ nhất là về CASA số 1 Việt Nam, thì cái chi phí vốn của Techcombank hiện nay đã vươn lên vị trí thứ 2 ở Việt Nam. Đầu tiên, CASA của Techcombank đến từ các tài khoản cá nhân nên nó khá bền vững. Nó không phải đến từ kho bạc nhà nước hay là đến từ một số tổng công ty nào đó gửi ở đấy. Khi đó nó sẽ bị rút rất là rủi ro. Nhưng mà Techcombank là đến từ các cá nhân bền vững. Đó. Thứ hai là trong 3 ngân hàng có CASA lớn nhất thì Techcombank có xu hướng tăng mạnh. Còn lại Vietcombank thì đang bị suy giảm khá mạnh. Đặc biệt là sau khi ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước họ đang rút dần các cái khoản ưu ái khi gửi ở Techcombank, ở Vietcombank rất nhiều. Đó, nguyên nhân của cái việc này đến từ một, lượng tài khoản lớn cá nhân giao dịch chuyển sang ngân hàng khác khi Vietcombank tính phí cao hơn. Đó, thì họ tính phí cao hơn, chính vì thế nó đã chuyển sang các ngân hàng khác mà Techcombank là mục tiêu số 1 hiện nay. Hôm trước tôi có phỏng vấn một nhóm các cái anh chị em trẻ thì thấy hiện nay có tới một nửa là họ dùng cái thẻ, cái số tài khoản của ngân hàng Techcombank. Và đặc biệt trong số đó là rất nhiều các anh em bán hàng online có thu nhập cao, họ sẵn sàng bỏ đấy cả vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ để họ quảng cáo. Và đây chính là những cái đối tượng rất là tốt trong tương lai, đối tượng thượng lưu trong tương lai và là đối tượng khách hàng rất VIP của Techcombank trong tương lai. Thứ ba, giá vốn huy động của Techcombank đứng thứ hai ở Việt Nam rồi, chỉ sau Vietcombank mà thôi. Thì Vietcombank sở dĩ có giá vốn thấp nhất là do có lượng huy động ngoại tệ lớn, mà ngoại tệ ở đây thì với lãi suất 0 đồng cho nên nó kéo cái chi phí vốn của Vietcombank xuống thấp nhất. Thì trong vài năm tới rất có thể, nếu nhanh nhất là 2021, thì Techcombank có thể đuổi kịp, thậm chí vượt cái giá vốn huy động thấp nhất của Vietcombank. Thì khi đó cái lợi thế sẽ vô cùng lớn. Quý vị lưu ý rằng các ngân hàng bình thường huy động với giá vốn trung bình 4.5-5.5%. Nhưng ba ngân hàng này, thứ nhất là MB huy động có 3.5, Vietcom 3.24 và Techcombank 3.39, tức là huy động với lãi suất rẻ hơn những hơn 1%. Thế do đó rằng họ có thể cho vay rẻ hơn và họ là người được lựa chọn khách hàng. Cũng như họ có dư vốn thì họ có thể đầu tư vào rất nhiều kênh khác vẫn có thể sinh lời tốt. Đó, chính vì các yếu tố trên cho nên cái giá vốn huy động của Techcombank sẽ ngày càng hiệu quả hơn nữa cơ. Do một, NIM sẽ giúp NIM cao hơn. Hai là được quyền lựa chọn khách hàng như tôi vừa trao đổi. Và rủi ro cho vay sẽ thấp hơn. Chính vì thế nó sẽ ngày càng tốt hơn. Quý vị có thể nhìn thấy CASA của Techcombank tăng trưởng rất khủng khiếp ạ. Nếu như 2015 chỉ có 20.6% thôi thì 2019 lên đến 34.5%. Một mức thực sự rất ấn tượng đối với một cái ngân hàng ngoài quốc doanh như Techcombank. Tiếp theo, về cái lợi thế mạng lưới hệ sinh thái của Techcombank như tôi lúc nãy có trình bày rất cụ thể. Đó là Techcombank có tập khách hàng đặc biệt với hơn 3 triệu khách hàng. Tập khách hàng này rất trẻ, năng động và là những người yêu thích công nghệ. Do đó, họ là những người chúng tôi cho rằng sẽ trở thành rất nhiều những người giới thượng lưu sau này. Khi đã là những cái giới thượng lưu đó thì họ sử dụng các cái dịch vụ của các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng hiện đại như Techcombank thì vô cùng lớn. Và cái nguồn thu từ đấy sẽ không thể tưởng tượng được là nó sẽ to lớn đến như thế nào. Thứ hai là công ty chứng khoán Techcombank hiện là công ty chứng khoán số 1 Việt Nam, đi đầu trong cái lĩnh vực IB, tức là tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu với 80% thị phần. Cung cấp hàng, tức là ở đây là trái phiếu, cho Techcombank bán cho khách hàng của họ. Rồi là cung cấp cho Techcombank Capital và để có thể bán chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư. Và thứ ba là công ty quản lý quỹ Techcombank Capital. Thì đây là công ty quản lý quỹ có NAV lớn nhất Việt Nam, không tính các cái quỹ ngoại nhé. Thì nó đã vượt qua VFM rất lâu rồi, rất nhiều rồi. Đó, thì đây tạo thành một cái hệ sinh thái. Chỉ có Techcombank ở Việt Nam làm được cái điều này. Và làm rất mạnh mẽ và bền vững, hiệu quả rất cao. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào từng cái công ty trong cái hệ sinh thái này. Thì công ty chứng khoán Techcombank là số 1 trong các cái công ty chứng khoán. Thì với chỉ hơn 200 nhân sự mà mang lại lợi nhuận cao gấp 2 lần SDI trong 6 tháng đầu năm 2019. Đó. Thì SDI được coi là một cái công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam với hơn 1.000 nhân sự. Thì Tech chỉ cần 200 nhân sự thôi.
họ có lợi nhuận gấp đôi so với chứng khoán HNA, mà vốn của họ thì nhỏ hơn rất nhiều. Thứ hai là Techcombank Security thì chiếm tới 88,59% thị phần giao dịch trái phiếu tại HOSD, cao gấp 16 lần so với đối thủ đứng thứ hai, có thể nói là cái độc quyền ở trong cái này luôn. Thứ ba là trong 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế chiếm tới 34% toàn ngành chứng khoán trong 560 công ty chứng khoán, thì với 1.271 tỷ đồng, đây là một mức rất là khủng khiếp mà hiếm có công ty nào, chưa có công ty chứng khoán nào đạt được cái mốc này, và nó gấp đôi so với công ty chứng khoán được coi là lớn nhất Việt Nam, chứng khoán Sài Gòn. Tiếp theo về Techcombank Capital thì đây là kẻ thống trị trên thị trường quản lý quỹ Việt Nam. Techcombank Capital chỉ sau vài năm phát triển theo cái hướng One Techcombank của ngân hàng mẹ đã trở thành công ty quản lý quỹ chiếm 58% giá trị tài sản ròng trong toàn bộ các công ty quản lý quỹ ở Việt Nam. Thì đến hết 2020 chúng tôi cho rằng nếu cái trái phiếu mạnh hơn nữa thì nó có thể chiếm đến 60% cơ, không chỉ là 58%. Đối thủ thứ hai là công ty quản lý quỹ VFM cũng chỉ chiếm có 32% này thôi. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy rất khủng khiếp ạ. Tiếp theo là Techcombank, cái quỹ trái phiếu đấy thì chiếm tới 93,5% toàn bộ thị phần các quỹ trái phiếu. Nó sẽ ngày càng mạnh khi đến 2021 các nhà đầu tư cá nhân không được trực tiếp mua trái phiếu mà phải thông qua các quỹ đầu tư. Thì đây quý vị và các bạn có thể thấy một mình cái quỹ trái phiếu của Techcombank độc chiếm thiên hạ với 93,5%, trong khi đối thủ đứng thứ hai chiếm có 3% thôi, bằng 1/30. Đó. Với cái quy mô bây giờ khoảng độ 16.000 tỷ, trong khi cái thằng đứng thứ hai đâu đó chỉ khoảng 500 tỷ mà thôi. Đó, rất là khủng khiếp. Tiếp theo, Techcombank chính là một cái tập đoàn đi tiên phong như tôi đã trình bày ở ban đầu. Đầu tiên đó là tiên phong trong áp dụng công nghệ. Quý vị muốn mua trái phiếu, muốn gửi tiền, muốn đầu tư cổ phiếu, muốn mua chứng chỉ quản lý quỹ, chỉ cần một app và thao tác online rất thuận tiện. Đúng không? Giảm chi phí cho ngân hàng. Sau 3 đến 5 năm tới thì sẽ thấy sự khác biệt rất lớn của Techcombank so với phần còn lại, do cái việc đang ứng dụng công nghệ không ngừng và hiện nay lại còn đang ứng dụng mạnh hơn nữa trong cái năm 2020 này. Thứ hai là Techcombank tiên phong trong lĩnh vực trái phiếu, một lĩnh vực tiềm năng nhất trong ngành chứng khoán. Thì ở Việt Nam quý vị có thể thấy trái phiếu nó ít hơn cổ phiếu, nhưng thực tế trên thế giới, trên các thị trường khác trên thế giới thì trái phiếu thực sự có quy mô nó lớn hơn cổ phiếu rất nhiều, và đây là một cái xu hướng tất yếu, và Việt Nam rồi cũng sẽ đến cái giai đoạn đó mà thôi. Thì khi mà các ngân hàng khác đang lo ngại mất khách hàng gửi tiền sang trái phiếu, thì do đó là các ngân hàng khác không dám phát triển mảng trái phiếu này, bởi vì họ sợ rằng thay vì khách hàng gửi tiền ở ngân hàng, họ lại mua trái phiếu, thế là họ mất khách. Nhưng không, đấy là suy nghĩ ở trong một cái ô khép kín mà thôi. Nhưng trên một cái thị trường toàn Việt Nam chẳng hạn, ông Techcombank ông đã đi đầu. Và không phải là khách gửi tiền của Techcombank chuyển hết sang mua trái phiếu đâu, mà là nó thu hút rất nhiều những đối tượng mua trái phiếu khác ở từ ngân hàng khác, rồi từ những cái lĩnh vực khác rất rất nhiều. Chính vì thế cho nên Techcombank đã đi đầu và chiếm tới 85% thị phần và có kết quả kinh doanh tuyệt vời như tôi đã trình bày ở trên. Thì trái phiếu lại giúp đưa nhiều người đến với Techcombank hơn. Đó, chứ không chỉ là kéo khách gửi từ ngân hàng ra. Đó. Thì đây là một cái hệ sinh thái khép kín. Khi người ta không cần mua trái phiếu nữa, người ta muốn gửi tiền, có khi người ta lại gửi luôn ở ngân hàng Techcombank. Rồi là người ta thích ra không mua trái phiếu, người ta mua cổ phiếu thì người ta lại sử dụng luôn dịch vụ của công ty chứng khoán Techcombank. Đúng không? Thứ ba, Techcombank Capital thì đi tiên phong trong quỹ đầu tư trái phiếu như tôi trình bày ở trên, chiếm 93,5% giá trị tài sản quản lý của quỹ đầu tư trái phiếu trên toàn thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp theo, thứ tư, cái mảng ban ca insurance của Techcombank cũng đi tiên phong và thu được kết quả vô cùng tích cực. Nó đi đầu, thành ra nó có cái hiệu quả rất cao. Vietcombank tuy có mạng lưới khách hàng lớn hơn, hệ thống lớn hơn, mọi thứ đều tốt hơn, nhưng đi sau rất nhiều. Thế thành ra Vietcombank cũng sẽ không nổi trội hơn được Techcombank nhiều đâu ạ. Đúng không? Bởi vì rất nhiều các cái khách hàng khác họ đã mua bảo hiểm từ Techcombank rồi. Thì qua đây có thể thấy đây là một cái tập đoàn tài chính tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực, và toàn những cái lĩnh vực mới và mang lại cái hiệu quả và có triển vọng lớn trong tương lai. Đó. Sau đây thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào một số cái yếu tố chi tiết. Thì Techcombank là số 1 trong các cái ngân hàng thương mại cổ phần và thứ 2 trên toàn bộ hệ thống về cái lợi nhuận trước thuế.
Đây ạ, năm 2019 của công ty đạt 12.838 tỷ, chỉ đứng sau Vietcombank mà thôi. Trên cả Vietinbank, BIDV, VPBank, MBBank, ACBank. Đó, trong khi thực sự là cái quy mô của Techcombank năm 2019 nó không phải quá lớn nhưng hiệu quả của nó rất cao. Đó. Tiếp theo, cân đối kế toán và kết quả kinh doanh của Techcombank luôn ở top đầu. Đúng không? Đây chúng ta có thể nhìn thấy tiền gửi của khách hàng cũng tăng trưởng rất tốt, đúng không? Cho vay khách hàng cũng tăng trưởng rất là mạnh. Tổng tài sản của Techcombank đã lên đến 384.000 tỷ rồi. Vốn chủ sở hữu là 62.000 tỷ. Tức là to nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần và gần tiệm cận so với các ngân hàng như Vietcombank, như BIDV và như Vietinbank. Còn về kết quả kinh doanh của Techcombank thì rất ấn tượng, tăng trưởng rất mạnh mẽ. Đúng không? Nếu như 2015 chỉ có 1.529 tỷ lợi nhuận sau thuế thì đến 2019 con số đó đã là 10.200 26 tỷ, và 2020 có thể đạt được 10.500 tỷ, thậm chí có thể cao hơn. Thì đây là những cái việc tăng trưởng gọi là thần tốc của Techcombank, cứ tăng trưởng gấp đôi, rất kinh khủng khiếp ạ. Tiếp theo, với quy mô tài sản thì Techcombank đứng thứ 3 trong các cái ngân hàng thương mại và đứng thứ 7 trong hệ thống. Đó, đây quy mô tài sản đến 2019, tăng gấp đôi so với 2015, tốc độ tăng trưởng trung bình 18,9%. Trong các cái ngân hàng thương mại cổ phần, tài sản, tổng tài sản của Techcombank thì cũng xấp xỉ MBBank, Sacombank và ACB thôi. Nó chênh nhau không quá nhiều, đúng không ạ? Còn Sacombank cao hơn tí do sát nhập Phương Nam. Chẳng qua là sát nhập một cái đống nợ xấu, một đống tài sản xấu mà thôi. Chứ nó chỉ có cái xác to mà thôi. Còn thực tế thì Techcombank với MB với ACB là ba ngân hàng ngang nhau và đang đứng đầu vị thế. Đó. Tiếp theo, về lợi nhuận sau thuế và NIM thì cao hàng đầu Việt Nam. Thì NIM của Techcombank đâu đó năm 2019 đã 4,2%. Và lợi nhuận sau thuế của công ty tăng trưởng với tốc độ 60,8% một năm trong 4-5 năm qua. Đây quý vị có thể nhìn thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là một mức tăng trưởng phi thường. Đó. Tiếp theo, về cái cập nhật đánh giá kết quả kinh doanh quý 2. Thì đầu tiên là thu nhập lãi thuần tăng mạnh 22,91%. Đó. Do NIM tăng. Thì NIM tăng được là nhờ cái giá vốn thấp và CASA của công ty tăng. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy thu nhập lãi thuần đấy ạ. 3.935 tỷ so với 3.198 tỷ. Và 6 tháng là đạt 8.148 tỷ so với 6.629 tỷ. Đúng không? Và thu nhập từ dịch vụ tăng tới 57,43%. Đây là một sự ấn tượng rất mạnh mẽ. Bởi vì ở trên thế giới hay ở Việt Nam thế thôi, những ngân hàng nào thu được phí dịch vụ nhiều cho thấy một là lợi nhuận từ dịch vụ rủi ro rất thấp, gần như không có rủi ro. Không phải như kiểu thả gà ra bắt đối với cái nghiệp vụ tín dụng. Thứ hai là khi họ thu được tín dụng nhiều, ngoài tín dụng nhiều tức là dịch vụ ấy, thì nó cho thấy ngân hàng này khai thác tốt nhất cái tập khách hàng, từ đó có thể gắn kết khách hàng vào cái hệ sinh thái của mình rất tốt. Thì Techcombank là cái ngân hàng hiện nay là số 1 trong cái mảng này rồi, đúng không? Đó. Thì cái dịch vụ tăng này do một dịch vụ thanh toán tiền mặt, hai là do chứng khoán Techcombank tăng rất mạnh, ba là do công ty quản lý quỹ chứng khoán Techcombank cũng tăng rất mạnh. Và thứ ba đây, lãi thuần từ dịch vụ đấy, tăng trưởng rất tốt, rất tốt ạ. Thứ ba là chi phí hoạt động thì tăng 20,55%, thì thấp hơn so với tăng trưởng doanh thu ạ. Đây chi phí hoạt động đấy. Tiếp thứ tư là chi phí dự phòng tăng 406,69%. Do đây Techcombank đã tích cực dự phòng nhiều hơn so với năm trước rất nhiều. Nếu 2019 dự phòng có 293 tỷ thì 2020 trong 6 tháng đã dự phòng tới 1.211 tỷ, dự phòng rất lớn. Thì qua đó có thể thấy là thực sự Techcombank cũng tương đối thận trọng trong việc ghi nhận kết quả kinh doanh, chứ không phải là ghi vống lên một cách rất là cao như nhiều người nhầm tưởng. Thứ năm là lợi nhuận sau thuế thì đạt 5.273 tỷ đồng, tăng tới 17,38%, rất cao trong cái điều kiện Covid-19 hành hành rất là mạnh. Thì thực sự đây là một trong ngân hàng có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng nhất ở Việt Nam hiện nay. Đó, thì kết quả này vừa tăng ấn tượng lại vừa có chất lượng cao. Thì chúng tôi đánh giá rất cao cái tình hình kinh doanh của Techcombank này. Tiếp theo, rủi ro của Techcombank thì cũng giống như quý vị và các bạn nghĩ đến, đó là nhóm VIX và Masa nếu có vấn đề gì thì cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả kinh doanh của Techcombank. Nó mất mát sâu thì chúng tôi cho rằng không, vì tài sản đảm bảo hiện nay cũng vượt giá trị cho vay rất nhiều. Ngoài ra cũng phải lưu ý rằng trước khi Vingroup cắt một số mạng và bán đi Vinmark cộng thì chúng tôi còn lo ngại về cái sự an toàn của Vingroup. Tuy nhiên sau khi Vingroup bán cho Masan thì về cơ bản chúng tôi thấy rằng Vingroup sống rất khỏe.
bởi vì mảng bất động sản của họ rất lớn, họ hoàn toàn có thể bù lỗ cho VinFast và VinSmart một cách mạnh mẽ trong lâu dài, không vấn đề gì cả. Còn Masan thì tuy họ có gánh thêm VinMart nhưng mà họ tích hợp được vào hệ sinh thái từ chuồng đến bàn ăn đến với người tiêu dùng. Thế do đó là họ cơ bản họ cũng sẽ chịu thiệt thôi, nhưng mà chúng tôi đánh giá họ không có rủi ro gì cả. Bởi vì cái lượng tiền mặt rất dồi dào đến từ Masan Consumer, tức là cái lĩnh vực hàng tiêu dùng của Masan ấy, thì hoàn toàn có thể nuôi thoải mái so cho VinMart. Cho dù hiệu quả có thể không cao nhưng sẽ nuôi được. Chính vì thế cho nên chúng tôi cho rằng đây không những là không phải rủi ro mà hiện nay thậm chí còn là lợi thế của Techcombank cơ. Bởi vì Techcombank gắn chặt với hai ông này thì thành ra có được những cái tập khách hàng rất là khủng khiếp. Đặc biệt là đối với nhóm VIC. Khi Techcombank cho vay nhà thì đa phần là những người trẻ mua nhà Vin đều là những người có thu nhập rất cao và chính là đối tượng thượng lưu trong tương lai. Đó. Do đó chúng tôi đánh giá cái yếu tố rủi ro này là có nhưng mà nó không cao. Tiếp theo về dự báo kết quả kinh doanh của Techcombank và giá Techcombank đóng cửa ngày hôm nay là 18.150 đồng. Thì lợi nhuận sau thuế 2020 chúng tôi cho rằng có thể đạt 10.600. 2021 thì tăng nhẹ thôi, 10.900 do có thể ảnh hưởng nợ xấu cuối quý 4 2020 đến 2021 bắt đầu bung ra do cái dịch Covid. 2022 thì chúng tôi cho rằng nó sẽ tăng trưởng trở lại đâu đó khoảng độ 15-16% với lợi nhuận 12.500 tỷ. Và 2023 chúng tôi cho rằng Techcombank sẽ có thể tăng trưởng 20% một cách mạnh mẽ lên 15.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy cái PE của Techcombank giá hiện tại cho 2020 là 6.2 lần, cho 2021 là 5.9 và cho 2023 là có 4.0 lần mà thôi. PB thì hiện nay forward cho 2020 là 0.94, 2021 0.83 và 2023 là 0.61, thực sự là một mức vô cùng rẻ. Phải khẳng định là một điều là một ngân hàng số 1, một ngân hàng hàng đầu Việt Nam có triển vọng tốt như vậy mà giá mua còn thấp hơn giá trị sổ sách thì không có lý do gì không mua cả. Thì cho dù Covid-19 có ảnh hưởng chỉ là ngắn hạn mà thôi, khi mọi thứ trôi qua thì ngân hàng này lại trở lại bình thường. Bởi vậy sẽ không có cái giá thấp này cho quý vị mua trong một thời gian tới đâu. Tiếp theo là kết luận và khuyến nghị. Thì thứ nhất, Techcombank là ngân hàng có triển vọng tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi cho rằng như vậy với cái hệ sinh thái mạnh mẽ và sự tiên phong trong mọi lĩnh vực của mình. Thứ hai là trong dài hạn, Techcombank sẽ dẫn đầu lĩnh vực khách hàng VIP và các dịch vụ sản phẩm mới như trái phiếu, quỹ trái phiếu, dịch vụ thanh toán và các cái dịch vụ VIP khác mà ngân hàng có thể phát triển trong tương lai. Thứ ba là sau khủng hoảng sẽ hứa hẹn có thể tăng trưởng lợi nhuận một cách nhanh nhất trong các cái ngân hàng top đầu. Đó. Đặc biệt là do Techcombank hiện nay có cái vốn chủ sở hữu thực sự lớn. Tức là cái đòn bẩy của Techcombank bây giờ nhỏ bằng nửa các cái ngân hàng đứng vị trí top 2, top 3 cơ. Tức là với vốn chủ sở hữu của ngân hàng này bây giờ khoảng độ 67.000 tỷ mà nó cho vay khách hàng có khoảng 230-240.000 tỷ. Trong khi Vietinbank chẳng hạn có vốn chủ khoảng độ gần 80.000 tỷ cho vay 1 triệu tỷ. BIDV cũng có gần 80.000 tỷ cho vay 1 triệu tỷ. Vietcombank thì có khoảng 80.000 tỷ nhưng cho vay thì cũng 700-800.000 tỷ. Và các ngân hàng khác cũng tương tự. Thì chúng tôi cho rằng Techcombank phù hợp với nhà đầu tư thận trọng và dài hạn với khẩu thị thích tăng trưởng mạnh. Tức là ngân hàng này vừa an toàn vừa tấn công thì nó xứng đáng là một cái ngân hàng tốt nhất mà chúng ta cần phải chú ý đặc biệt trong việc đầu tư vào ngành ngân hàng trong tương lai này. Thì trên đây là những trình bày của tôi về cái phân tích định giá cổ phiếu Techcombank, một ngân hàng tiên phong và là ngân hàng đứng đầu trong tương lai. Quý vị và các bạn có trao đổi gì thì vui lòng comment ở phía dưới để chúng ta cùng làm rõ hơn cái cơ hội của cổ phiếu Techcombank này. Xin chào quý vị, chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở cái clip tiếp theo.